Kiến trúc HCG ơi, anh có thể chia sẻ cho em một cái mẫu nhà. Đất của nhà em rất là dài nhưng mà mặt tiền thì khá là ngắn. Em muốn làm một cái công trình gồm có 4 phòng ngủ ạ. 4 phòng ngủ và có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ và có 2 phòng vệ sinh, được không anh? Anh chia sẻ cho em, bởi vì khu đất của nhà em rất là dài, em muốn làm dạng hình chữ L nhưng mà mặt tiền mà thể hiện được thì chỉ một góc thôi. Đó, thì đây cũng là một trong những cái câu hỏi rất là hay của các bạn đặt ra cho bên kiến trúc HCG. Thì hôm nay thì bên HCG xin phép là sẽ sử dụng ngay cái công trình của nhà anh Vũ Văn Trường có địa chỉ tại Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định để chia sẻ cho các bạn. Thì đối với lại tỉnh Nam Định, bất cứ một xã nào, huyện nào của Nam Định cũng có công trình của bên kiến trúc HCG nha các bạn nhé. Đó, thế thì cái công trình lần này ấy, thì là đầu tiên ấy, trong video thì mình xin phép là sẽ chia sẻ cho các bạn về cái bài toán mà anh Trường cùng toàn thể gia đình mong muốn đưa ra, cũng như là phân tích rất sâu cho các bạn về cái công năng cái bài toán đó và giải thích cho các bạn để các bạn có thể nắm bắt và áp dụng được vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình nó tốt hơn. Như trên màn hình của các bạn đang xem ở đây, đó chính là một cái thế đất của nhà anh. Thì cái thế đất này nó giống như một cái hình khẩu súng AK nhé các bạn nhé. Đây là nòng súng, đó chính là cái ngõ đi vào. Và đây là cái khu vực đất của nhà anh. Đây là cái khu vực nhà cũ, còn đây là khu vực ao. Đây là khu vực đất nhà anh như thế này. Đó, thế thì với cái dạng đất dạng như vậy và cái quy hoạch chung, thì khi mà bên mình về đo đạc bằng các cái phần mềm, bằng máy tính cũng như là Flycam bên mình bay để mình kiểm tra đất, thì là tới đây là ở phía đằng sau này nó sẽ là một cái khu đô thị mới, cũng như là một cái đường mới sẽ được mở ra. Thì là bên HCG sẽ tư vấn cho anh là sau này mình sẽ mở cổng trực tiếp ra bên này, sau cái phục vụ ao bên ngoài này nhé các bạn nhé. Đó, thì cũng như là cái để làm sao để mình quay toàn bộ cái hướng nhà ra cái phía bên hông bên này, còn là cái phần đằng hông đằng sau đằng này thì là chúng ta sẽ chủ yếu là cái ngõ lối để chúng ta đi vào tạm thời nha các bạn nhé. Thế thì đối với lại những cái công trình như vậy, cái phần bên hông mà các bạn đang xem đây này thì nó chỉ được rơi vào khoảng tầm 15 mét thôi. Đó, và cái chiều này thì khá là dài, từ hơn 20 mét một chút, thì là bên mình sẽ làm cái nhà theo đúng cái phần góc này. Đó, làm chuẩn theo góc này và tạo ra các cái view nhìn rất thoáng ra cái khu vực vườn ở đằng trước cũng như là khu vực ao cho gia chủ. Thì cái công trình ý, thì là gia chủ đang mong muốn là bao gồm có 4 phòng ngủ và một phòng thờ, một phòng khách và một cái không gian phòng bếp. Trong đó thì cái phần cái công năng thì cái diện tích công trình lần này bên mình làm thì là bên mình đang thể hiện ở trên màn hình, thì các bạn có thể xem và cái hình ảnh 3D cái công năng đó. Thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái hình thức cũng như cái mặt bằng mà bên mình bố trí cho anh và gia đình. Trên màn ảnh của các bạn đang xem ở đây, đó chính là cái tổng quan về cái 3D tổng quan. Thì các bạn có thể thấy đây là cái lối đi vào khoảng 2 mét rất là sâu, còn đây là chính là cái khu vực nhà. Đây là cái khu vực là ao hồ, và đây là khu vực vườn rau. Đây là cái khu vực cảnh quan, cái chòi nghỉ. Thì khi bên mình tính toán là đẩy sát nhà vào một phía thì là bên mình sẽ bố trí ở đoạn này là một cái khu vực chòi nghỉ, để thứ nhất là chắn cái khí đi từ bên ngoài này nó sộc hết khu đất mà nó sẽ vòng vào các cái trong cái khuôn viên, trong cái công trình của chúng ta, cũng như là cái ngôi nhà của chúng ta đón gió tốt nhất nhé các bạn nhé, theo cái chiều đón gió. Phần trước mặt tiền thì là bên mình sẽ thiết kế để trồng được các cái luống rau lát đá, và chúng ta để giữa ba luống này để chúng ta trồng rau. Còn phần bên ao, hình cái ao ấy, thì là bên mình sẽ giữ lại cái ao và cải tạo cái ao của cái công trình lần này. Đó, đây ạ, đây chính là hình cái ao cũ, thì bên mình sẽ cải tạo cái ao lần này để chúng ta vẫn nuôi cá, và thứ nhất là nuôi cá, cái thứ hai nữa là chúng ta trồng những cây hoa sen, hoa súng, trồng những cái cây lan nước như các bạn nhé, cho cái công trình của chúng ta nó sẽ rất là đẹp và hài hòa cân đối. Thì cải tạo là cái ao lần này. Đấy chính là cái không gian, cái công năng mà bên mình thiết kế cả cái cảnh quan bên ngoài rất là đẹp. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái phần hình thức của công trình lần này. Trên màn ảnh của các bạn đang xem đây, đó chính là cái phần hình thức của ngôi nhà nhé các bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy được rằng là mặt tiền của công trình là bằng 18m8
18-18 rất là đẹp. Và cái lối thiết kế ở đây thì cái mái bên mình làm giống như cái dạng mái của bên Nhật nhé các bạn nhé, mái bên Nhật, và rất là đẹp và hài hòa cân đối các cái độ giật thụt thò cao thấp khác nhau. Và toàn bộ cái phần màu tông màu mà bên mình sử dụng ở đây là chính là cái tông màu trắng kết hợp với lại tông màu nâu, nó làm cho công trình của chúng ta nó rất là hài hòa cân đối và đẹp. Còn là đèn thì là về bên mình sẽ chạy toàn bộ ở cái diềm đèn này và ánh sáng hắt từ bên dưới lên, được chưa ạ? Tức là chúng ta có thể là dùng chơi ánh sáng từ hai phía, một là từ bên trên hắt xuống, hai từ dưới, và đèn ở giữa thân nhà nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì đây chính là cái khu vực sảnh phụ đi vào cái khu vực bếp, còn đây là khu vực sảnh chính, đây là cái lối đi ra đằng trước ở hông. Phần mặt tiền của công trình dài rộng, thế nên là chúng ta mà lại còn không mua được hẹp, thế nên là bên mình cái phần này bên mình sẽ bố trí là các cái khối ngủ. Đây chính là khối ngủ, còn phía đằng trước thoáng đó chính là những cái khối như là phòng khách hay là những khối sinh hoạt chung nha các bạn. Đây chính là cái hệ mái của công trình. Thì các cái cảnh quan thì chúng ta có những cái lối vào thì được trồng bằng trúc, cũng như trồng những cái cẩm tú quỳnh, cẩm tú mai rất là đẹp. Phần cổng, hàng rào, mái thì được làm giống như cái công trình mái chính của ngôi nhà. Đây chính là cái hình thức cái tiểu cảnh chòi nghỉ rất là đẹp và hài hòa cân đối nhé các bạn nhé. Đây là cái hình thức chòi. Gia đình thì là ở khu vực Nam Trực thì có là khu vực trồng cây, nên là bác trồng rất là nhiều những cái cây tùng la hán rất là đẹp, nên là bên mình cũng để lại một cái cây tùng la hán rất là to của bác nhé các bạn nhé. Và nhiều cái tùng la hán con nữa, những cái tùng la hán khoảng tầm 30 năm đến 40 năm, cái đường vanh kính nó rất là to mà uốn từ đầu nhé các bạn nhé, chứ không phải là những cái cây mà chúng ta sử dụng co kéo, đúng không ạ? Tiếp theo thì bên HCG xin phép là sẽ chia sẻ cho các bạn về cái công năng của cái công trình lần này. Đó, công năng của cái công trình cũng như là cái hồ sơ bản vẽ để cho các bạn dễ dàng hình dung. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về tổng quan cái công trình trước, sau đó thì chúng ta sẽ đi về cái công năng. Đây chính là cái mặt bằng tổng quan về cái thế đất, thì bên mình sẽ thiết kế tất cả toàn bộ từ cổng giải hàng rào, tức là từ những cái bao nhiêu mét vuông một bao nhiêu mét một trụ này, hay là khoảng cách như thế nào bên mình sẽ vẽ rõ ra như thế này, và quy hoạch chi tiết từng những cái vườn hoa hay là từ những cái tiểu cảnh ao, kích thước ao và kích thước cải tạo như thế nào bên mình sẽ vẽ rõ ra để giúp cho gia chủ là làm cái công trình nó tốt nhất, nó đẹp nhất. Đây là cái khu vực vườn rau và chòi nghỉ. Đây là cái phần bản vẽ cảnh quan bên ngoài, những chi tiết về hồ cá, đường nước, những cái bể lọc, bể lắng, vân vân, đánh dốc như nào, hút đáy là sao, tất cả những cái này thì bên mình sẽ vẽ rất rõ và cũng nguyên lý để làm sao chúng ta có một hồ cá coi cũng như là tiểu cảnh nó đẹp nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái công năng của cái công trình lần này và kết hợp với lại bản vẽ thì bên mình chia phép và chia sẻ cho các bạn. Đây chính là cái không gian phòng khách là 32 m², phòng bếp là 30 m² và phòng thờ, đây là phòng ngủ 01, phòng ngủ 02, phòng ngủ 03, phòng ngủ 04. Thì trên ảnh của quý vị các bạn đang xem ở đây, đây chính là cái công năng. Thì các bạn có thể thấy được rằng là đối với không gian phòng khách thì được thiết kế rất là đẹp và hài hòa, không gian rất là sáng nha các bạn nhé. Còn không gian khối phòng bếp ở đoạn này thì là bên mình có mô phỏng 3D cho các bạn dễ hình dung, có cửa để ra bên ngoài khu vực sân ướt cũng như là ra khu vực chòi nghỉ. Bếp thì được thiết kế mở, có bàn đảo và bàn để chúng ta ngồi ăn được 8 người đến 10 người nha các bạn nhé. Trên thực tế thì 30 m² thì chúng ta có thể ngồi ở đây, nếu mà giải chiếu chúng ta cũng có thể được 3-5 mâm, còn đằng trước này nữa, đấy là chúng ta là đông con đông cháu về thì chúng ta giải chiếu ra, còn không thì chúng ta ngồi trên bàn thì cũng rất là rộng rãi rồi. Còn đây là không gian phòng thờ thì nay bên mình làm được 10,7 m², và chúng ta có ở đây là một cái không gian phòng ngủ. Phòng ngủ này gọi là 01 đi, là bằng 14.8. Phòng ngủ 02 thì là được 16.9 và có một vệ sinh riêng. Đây là một vệ sinh chung nhưng các bạn, đây là phòng ngủ này thì cũng đi vệ sinh riêng bên ngoài. Phòng ngủ này 04 được 11.5. Đó, còn ở đây là phòng ngủ 03 được 14.3 thì là cũng có cửa mở và cũng có vệ sinh riêng. Đối với là một cái không gian thì là bên mình sẽ phải tính toán làm sao để cho nó phù hợp và làm sao để cho nó hài hòa với lại cái công năng, phù hợp với lại cái
ngôi nhà thì đã bên mình còn thiết kế cả cái nội thất, thì trong video sau bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn về nội thất của cái công trình lần này để cho các bạn nắm bắt được. Còn là trên bản ảnh của các bạn đang xem ở đây đó chính là cái hồ sơ bản vẽ của bên HCG. Thì các bạn biết rồi, đối với hồ sơ của bên HCG là hồ sơ bản vẽ chi tiết nhé các bạn nhá. Hiện nay thì không có một đơn vị nào có hồ sơ bản vẽ chi tiết bên mình đâu ạ. Vẽ rất rõ từng những cái hạng mục cực kỳ nhỏ trong cái nhà ở dân dụng. Thì cái hồ sơ chi tiết nó sẽ giúp cho các bác thợ làm sẽ không bao giờ bị sai sót từ những cái hệ thống vì kèo, từ những cái chi tiết rất nhỏ bên mình cũng vẽ rõ ra, những chi tiết khó được mô phỏng hóa 3D và thống kê từng những hạng mục một. Phần kết cấu cũng vậy. Đây, ví dụ như đây chúng ta có 64 bản vẽ kết cấu và được vẽ rất rõ ràng từng những cái phần nhỏ cho cái công trình của chúng ta, khi mà chúng ta làm nó không bao giờ bị sai, đúng không ạ? Ở đây là cái móng đơn nha các bạn nhé. Đây còn rất là nhiều bản vẽ nữa, ví dụ như bản vẽ kết cấu nó 65 bản vẽ thì mình nhập số 65 vào đây. Các bạn nhấn nút enter thì đây cái bản cuối cùng nó chính là cái bản bố trí sắt thép móng mái của công trình. Cái công trình lần này tổng diện tích nó rơi vào khoảng 220 m². Thì tùy thuộc vào cái điều kiện, cái tài chính của các bạn, các bạn có thể làm, ví dụ nhà chúng ta có điều kiện thì những cái công trình như này ấy, thì là nhẹ thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 1.8 tỷ nhé các bạn nhé. Nếu mà chúng ta không có điều kiện hoặc là chúng ta làm mà nó vừa vật tư vật liệu nó vừa tầm thôi, nói chung là phải nói là vật tư vật liệu vừa tầm, thì cái tầm tiền của chúng ta làm sẽ rơi vào khoảng tầm 1.6 tỷ 1.7 tỷ. Còn nếu mà chúng ta mà sử dụng những cái vật tư vật liệu tốt cho cái công trình ấy, thì cái với cái công trình như thế này thì nó sẽ nguyên cái phần nhà thôi, nguyên cái phần nhà thôi nó phải rơi vào khoảng 2 tỷ, hơn 2 tỷ nhé các bạn nhé, khoảng 2.2 tỷ đến 2.4 tỷ. Đó, còn là những cái phần liên quan đến cảnh quan như là sân vườn này. Đó, đây sân vườn hàng rào này. Đấy, nhưng mỗi một cái mét hàng rào này nguyên cái phần nhân công thôi, sơ sơ thôi, chúng ta cũng phải có tầm 700, đúng không ạ? 700 một mét chẳng hạn vậy. Thì các bạn này thấy là nếu mà một cái mét này mà làm trọn bộ trọn thì nó rơi khoảng 2-3 triệu trên một cái mét mét dài đấy. Còn chưa kể những cái vật liệu hoàn thiện của ngôi nhà là vật liệu cao cấp nữa, thì cái chi phí tổng hoàn thiện cái công trình lần này sẽ rất là cao, từ cảnh quan cho đến nội thất. Thì nội thất thì vô vàn rồi, còn nhà cũng thế, nhà thì chúng ta sử dụng vật tư vật liệu tốt thì nó sẽ khác, còn nếu mà sử dụng vật tư vật liệu thường nó sẽ khác, hay là kết cấu chúng ta dùng nhiều nó sẽ khác với là kết cấu chúng ta dùng ít nhé các bạn nhé. Còn là các bạn biết rồi, thì trên cái nền tảng YouTube của bên trên kênh Kiến Trúc HCG hiện nay là đang được 48,5 ngàn người đăng ký. Đó, thì cũng xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi kênh và ủng hộ bên HCG. Các bạn vào xem thì trên này có rất là nhiều mẫu biệt thự mà bên mình làm. Đây, đây ví dụ như là những cái công trình mà nó thực tế mà bên mình làm rất đẹp. Những cái công trình làm cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ là sang trọng. Đấy, tất cả những cái này thì các bạn có thể là vào xem để thứ nhất là nắm bắt, thứ hai là để áp dụng cho ngôi nhà của nhà mình. Bởi vì trên kênh thì mình chia sẻ những cái kiến thức là chính, kiến thức và những cái kinh nghiệm chuyên sâu là chính, chứ không chia sẻ là lan man để cho các bạn nắm bắt được. Và trên nền tảng website của bên mình ấy, thì là có rất là nhiều những cái mẫu nhà rất là đẹp, từ kiến trúc nội thất. Ví dụ như chúng ta muốn tìm hiểu về biệt thự thì các bạn vào biệt thự và nhà vườn, các bạn vào nhà vườn đây này. Nếu bạn nào tìm nhà vườn thì các bạn nhấn vào nút nhà vườn, sẽ ra rất nhiều những cái mẫu nhà vườn để cho chúng ta tham khảo. Nếu mà các bạn thích mẫu nào thì các bạn có thể là kết nối ngay với bên HCG, bởi vì hồ sơ bên mình quá chi tiết rồi, rõ từng những hệ thống bị kèo ra một. Thế nên là các bạn thích mẫu nào thì các bạn có thể xem, nắm bắt, áp dụng cho công trình nhà mình, hoặc là mua lại bộ hồ sơ bản vẽ của bên mình nhé các bạn nhé. Thì một lần nữa thì Kiến Trúc HCG xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và cảm ơn anh Vũ Xuân Trường có địa chỉ tại Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thiết kế của công ty cổ phần Kiến Trúc HCG. Xin chúc anh và toàn thể gia đình nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, an lành và đạt được mục tiêu của mình trong cuộc sống. Chúc các bạn luôn thành công. Xin chào các bạn trong những video tiếp theo.